anh em xem một cái nguyên lý hoạt động là khi mà cái xe đang bình thường này, đúng không này, mở khóa tức là đánh thức nhá. Rồi nhưng bây giờ mình không đánh thức thì không, có phải không, tức là mình không vặn núm đúng không? Đúng, mình đánh thức mình không vặn núm thì có phải là mình nhấn cái nữa này là lock không? Đúng. Hiểu vấn đề không? Đúng. Rồi và nhấn cái nữa này là mở. Đúng. Và cứ nhấn là lock. Đúng. Là có nghĩa là như thế này, mình đã đánh thức nhưng mà mình chưa có on chìa. Khi mình chưa có on khóa lên thì con SCU không có điện, và SCU không có điện thì chúng ta nhấn cái lần hai là lock. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đánh thức được rồi và mở khóa lên này. Rồi, và lúc này con SCU đã có điện thì các bạn đừng nhấn lần hai này. Đó, nhấn lần hai là nó không lock được nữa. Tại vì SCU có điện và nó làm việc, nó làm việc rồi. Hình dung được chưa? Vậy thì cái ban bệnh ở đây của chúng ta là như thế này. Khi bị ban là chúng ta đánh thức được, chúng ta mở khóa cũng được luôn, nhưng mà chúng ta nhấn đề thì nó lại lock lại. Đó, thì có nghĩa là con SCU chưa có điện, nguồn sau khóa. Nó chưa đủ nguồn để nó nuôi, nguồn để nó hoạt động. Quá, nhưng mà nguồn trước khóa, đúng rồi. Đúng rồi, nguồn nên... sau khóa. Chứ còn nếu nguồn trước khóa là không mở được khóa. Đúng còn rồi. Đây là nguồn sau khóa không có. Ok không? Thì, mình... thì sau này anh em sẽ gặp cái ban bệnh này ở trên xe là ban đứt cầu trì liên tục. Tức là cái bệnh hiện tượng ấy, cái ban là ban đứt cầu trì, là cái hiện tượng y chang này. Là sau này những cái dòng xe đời mới giờ hay bị vậy đó. Mà nó đứt cầu trì liên tục là do SCU. Không phải đứt cầu trì liên tục, nói nhầm, không phải đứt cầu trì liên tục mà bị đứt cầu trì là cái hiện tượng này nó hay xảy ra. Hiểu không ạ?